Kính thưa các quý vị đại biểu, có dự ngày hôm nay cho khoảng 20 trường. Thì tôi có một cái slide này, nhưng mà thực chất ra tôi không nói chuyện trong slide. Thì slide nếu mà ai cần thì người ta có thể làm tiếp tục và tôi có một cái bài đó. Nhưng tôi nói về cái thực trạng nhất. Bây giờ tôi đang nói chúng ta là câu lạc bộ mà nói cái. Bây giờ tôi sẽ hỏi xem tất cả quản trị mình đang bị khó về cái gì? Nhà quản trị chúng ta đang khó về cái gì bây giờ, hiện tại bây giờ? Mà cái đó là chúng tôi đang bị. Có thể tôi nói được không? Hoặc là có thể ai có thể chia sẻ được. Tôi có 4 cái đang khó. Khó thứ nhất, nhà quản trị không bắt kịp với công nghệ hiện nay. Khó thứ hai, con người của chúng ta, nhất là giảng viên, cán bộ công nhân ở trong trường cũng không bắt kịp. Cái thứ ba, cơ sở vật chất của ta không đủ điều kiện. Và cái cuối cùng, cái cùng quan trọng nhất đó là gì? Về các nhà quản lý trên vĩ mô vẫn bị một cái hàng rào. Chúng ta đang bị một hàng rào. Đó là các cái về cái chính sách của bộ. Những chính sách bộ tôi không nói. Tại vì khi ta làm cái này, ta sẽ đụng chạm rất nhiều về chính sách. Bởi vì ta thay đổi rất nhiều. Thế tại sao ta phải tới bây giờ này? Thực chất ra một nhà quản trị đang khó như thế, cách nào để thoát cái đó? Còn nếu như 5 năm trước đây thì tôi không bao giờ mơ thấy có một sự thoát được. Chỉ có lối mòn và lối mòn và cứ thế và cứ thế. Và khi đó thì tôi thấy rằng là một cái bức tranh mờ, tăm tối. Và đến có ngày tôi bảo thôi chắc phải chết. Nhưng lúc chết là hết. May mắn, quá may mắn. Tôi bắt đầu thấy đi được. Đây tôi thấy, tôi nói về cái trường đại học của tôi nhé. Chứ tôi không nói về cái gì. Chúng ta chia sẻ với nhau mà. Thế thì tôi thấy là đổ một cái lóe sáng, đó là gì? Công nghệ nó bắt đầu thay đổi chúng ta. Tại vì này chúng ta thực chất ra đến giờ này á, chúng ta nói chúng ta điều hành thị trường không phải. Thị trường bây giờ đang điều hành ta. Hoàn toàn sai cái chuyện mình điều hành. Hồi xưa mình nói mình cung cấp nguồn nhân lực, nhưng là thị trường phải tiếp nhận, giờ này không phải. Đến giờ này nó có một cái là cái ngược, cái là thị trường chạy, ta phải chạy theo. Thị trường dừng, ta phải dừng. Nhất là cái vấn đề những người để trong cái cơ nơi sản xuất. Đây là cái. Hồi xưa chúng ta biết là cách đây 2 năm tôi đang bị, tức là cao trào là ao vào về công nghệ đưa lên. Thế là công nghệ rất cao, rất đông, nhào vào rất nhiều. Thế là chúng tôi phải đẩy mạnh bằng cách gì? Tuyển chọn tất cả các giảng viên bằng mọi cách, dòng mượn giảng viên này sang giảng viên kia để cùng đáp ứng số lượng này theo đúng quy tiêu chí của bộ, với cả đủ điều kiện để mà dạy 70%, 30% thực hành. Thế nên khi năm tới lại trào xuống tới đáy luôn, và cuối cùng kinh doanh, quản trị kinh doanh bắt đầu lên và công nghệ bắt đầu lên, thì bắt đầu lại sa thải và bắt đầu tiếp tục đẩy mạnh kiếm thầy cô. Thế là bắt đầu thầy cô bắt đầu là người duy. Thế thì người quản trị chúng ta là gì? Cuối cùng hóa ra trở thành cái chỗ là gì? Hôm nay lên thì ta lên, xuống lại bắt đầu chạy. Và sa thải, đó là không đúng một nhà quản trị. Thế để làm được cái đó thì ta phải làm cái gì? Thực chất ra khi chúng tôi làm, chúng tôi thấy rằng này, khi ta thấy bắt đầu mới mở dần thấy. Người nào có nhiều bạn nhất, người đó thành công. Cái đó chúng tôi đã nói rõ quan điểm. Và chúng ta không có thể nào nắm được trong tay chúng ta đâu. Nếu hãy bỏ ra đi là được, nắm là mất. Và chính ra quan điểm này, người ta nói rồi, thế giới tới một chỗ như này, ta nói rồi, trường không biên giới, thầy không biên giới, và sinh viên học mọi lúc mọi nơi. Thế tại sao ta vẫn có một cái vẫn theo một cái nét, vẫn theo nét? Thì công nghệ nó không phân biệt, nó chỉ phân biết rằng nhà quản trị nếu áp dụng vào công nghệ, trong đó tôi có một cái câu kết luận thôi, thì thành công. Tôi chưa biết là chúng tôi thành công chưa, nhưng tôi cảm nhận được. Chúng tôi đã bắt đầu thấy được thôi. Chứ tôi chưa nói chúng tôi thành công cái gì. Tôi cảm nhận được là khi tôi quản trị cách đây 3 năm, bây giờ 1 năm nay tôi thấy tôi nhẹ dần. Tôi cảm thấy tôi quản lý được. Tôi thấy được. Và tôi không bị rào cản về vấn đề giữa giảng viên với sinh viên, giữa ra vào. Và tôi có thể điều phối được trong vấn đề khi quản trị, một nhà quản trị. Và chính ra cái này là cái mà lợi thế cho chúng ta, đó là gì? Chúng ta không bị chạy theo cái thị trường, đó là lấy sinh viên, lấy giảng viên rồi chạy bỏ giảng viên đi. Và chúng ta sử dụng công nghệ bằng cách hiện tại thế này. Tôi nói thật cái thực tế trường tôi chúng đang có xoay chuyển, chúng tôi chỉ còn có 40% học về
truyền thống. 60% học về, 10% là tự học, 20% là trực tuyến, 30% là outdoor. Thế thì số lượng giảng sinh viên 8.000, 9.000 có cần thiết phải 500, 600 hay không? Có không? Thế thì cần phải có những tòa nhà lớn, những công trình lớn để có cùng tham gia không? Ta suy nghĩ rằng là ta xây một tòa nhà 80 tỷ, ta dám phá hay không? Nhưng ta bỏ ra một cái số lượng chỉ cần 20 tỷ cho hệ thống công nghệ hạ tầng cơ sở. Thì Tùng biết rồi, tức là chỉ cần gì? Mạng, hệ thống công nghệ, các cái phòng studio, rồi các phòng trường quay. Những cái ngày đó, cái đó chỉ trong vòng 3 năm nếu không đạt được, ta có thể thay đổi ngay. Chứ được thay đổi ngay. Và nhà quản trị rất dễ cho vấn đề thay đổi. Như thế thì đây là một trong cái lợi thế của nhà quản trị chúng ta đang bị. Và các nếu như các cái giảng viên thì là giảng viên, bây giờ chúng ta là nhà quản trị, ta chỉ cần làm 3 cái thôi. Tôi không biết các thầy thế nào. Tôi chỉ làm thứ nhất thỏa mãn người đang giận. Cái cán bộ công nhân viên của tôi đấy. Thứ hai thỏa mãn cái điều kiện sinh viên cảm nhận học được. Cái thứ ba thị trường chấp nhận cái sản phẩm chúng tôi. Chỉ cần thế thôi. Một nhà quản trị cần thế, không cần nhiều, không cần thầy Tùng có khen cũng không cần thiết đâu. Chủ yếu chúng tôi cần cái đó. Như thế thì làm thế được cái gì? Giảng viên ta đang cần cái gì? Thứ nhất, thời gian cho nó một cái. Khi anh đưa vào cái hệ thống công nghệ dạy trực tuyến e-learning thì giảng viên không bị áp lực nhiều về cái thời gian. Và nhất là cái vấn đề thầy giảng viên còn có thời gian để đầu tư cho nghiên cứu khoa học và làm nhiều chuyện khác nữa, và tài chính vẫn được nâng lên. Sinh viên cảm nhận được rằng là không phải gò bó trong một cái ngôi trường, một cái nhà đó, và sinh viên được ra ngoài outdoor nhiều hơn. Và sinh viên cảm nhận được rằng là ngay khi năm thứ nhất và năm thứ hai, sinh viên đã bắt đầu tham gia thị trường rồi. Và doanh nghiệp như này, người ta thấy rằng là mình đi con đường đó, người ta chấp nhận mình. Bởi vì khi sản phẩm ta ra rồi thì đương nhiên người ta thấy rằng sản phẩm đó phù hợp với mình. Bây giờ chỉ có các nhà quản trị mình đưa vào cái cách nào đó để nâng tầm mình lên bằng với các nhà quản trị những cái doanh nghiệp nó cần thôi. Đó là gì? Nó cần những cái gì? Công nghệ, ví dụ như là tin học chẳng hạn, ta đưa vào cái Cisco. Ngoài ngữ ta đưa vào cái IELTS 4.5 chấm. Chứ còn ta đưa vào cái cách ABC của mình, đưa vào cái tin học của mình thì cho nên là không đúng đâu. Thế thì ta sẽ làm cách nào? Hệ thống chúng tôi là một cách này, chúng tôi sẽ dạy đưa các sinh viên năm cuối cùng xuống doanh nghiệp 1 năm. Cương quyết 1 năm. Thì 1 năm thì chúng ta phải đưa vào cái gì? Các hệ thống này phải cùng cho các em. Trong quá trình các em đi xuống đó, các em vẫn phải học được. Trong học truyền thống thì chắc chắn không xong. Nó sẽ học gì? Online, học trực tuyến. Và đưa những hệ thống này đưa vào để tích hợp, khai thác cái dữ liệu. Thì các em ở khắp nơi, và ngay bản thân các thầy cô cũng thế, bắt đầu đi xuống các doanh nghiệp nhiều để triển khai cái này. Và chính cái này thì là cái cứu cánh cho cái nhà quản trị như chúng tôi. Chúng tôi có cái phòng trường quay, có cái trực tuyến, có cái các em tự có thể. Thì đây là cái mà chúng tôi thấy rằng là các nhà quản trị lên đủ. Đấy rồi chưa? Tôi thấy thầy thì coi cái giờ. À, thế thì đấy là cái mà tôi thấy thằng này. Tại vì vừa rồi tôi cũng đây kết hợp đây cô Đào đây, là tôi đã thành lập một cái 5-star, tức là 5 trường chúng tôi gom lại. Tại vì thế này, chúng ta sẽ dịch chuyển giảng viên, sinh viên tại chỗ và dịch chuyển giảng viên. 5 trường đó chúng tôi có 3 trường công và 2 trường tư. Thế thì 3 trường công đó là nhiệm vụ của họ gì? Bởi vì trường công bây giờ số lượng giảng viên rất lớn, nhưng bắt đầu trường công lại khao khát sinh viên còn hơn nữa trường tư. Rất nhiều trường phía Bắc đến giờ này là cả trường công tiếng tăm cũng không đủ giảng sinh viên. Thế thì giảng viên của họ đi đâu? Có những giảng viên, có những trường có tới 1.250 giảng viên, 500 cán tiến sĩ giáo sư. Mà bây giờ người ta cũng không di chuyển được, người ta không đi được. Thế tại sao ta không lấy cái giảng viên đó về trường ta để dạy? Mà ta phải đi tuyển chọn từng giảng viên. Trường càng nổi tiếng bao nhiêu, giảng viên càng giỏi bao nhiêu, càng đi nhiều bấy nhiêu. Chắc chắn. Trường tôi đã bị, tức là trường tôi đã có bắt đầu tên tuổi một cái thì sinh. Giảng viên chỉ làm sao vào đó để đặt chân rằng là có tên của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và người ta đương nhiên ta đi.
trường đại học Bách Khoa Hà Nội mà 100 tiến sĩ cũng lên đường đi viên lúc đấy. Tôi nói thẳng ra sẽ chạy liên tục, sẽ chạy liên tục. Bây giờ chỉ có một cái cách nào đó, ta chạy thì vẫn cứ chạy, nhưng ta vẫn làm sao vẫn có đủ điều kiện để thực hiện được, thì đó là công cụ, vẫn là công nghệ và công nghệ. Thế thì Five Star của tôi sẽ là nhiệm vụ gì? Có 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ training nhau với vấn đề học thuật. Nhiệm vụ thứ hai đó là gì? Đưa các giảng viên cùng tham gia để đào tạo. Nếu bên ngoài kia người ta không đào tuyển sinh đủ thì người ta sẽ có, vẫn tiếp tục chúng tôi tuyển sinh đủ, số chị đào tuyển sinh đủ thì người ta sẽ dạy dạy phương pháp bằng online. Tôi sau đại học đã dạy online rồi, dạy phương pháp online để trực tuyến. Thế thì đến khi người ta đủ rồi thì tôi sẽ chuyển sang và nghiên cứu khoa học, và cuối cùng là cái về vấn đề về các hoạt động, về các vấn đề về thể chất, văn hóa, thể thao. Vừa rồi chúng tôi đã có một cái nhóm để chuẩn bị đi nước ngoài, vừa rồi đá bóng ASEAN, tức là cái khối châu Á đó. Và chúng tôi đưa là đại diện cho 400 trường đại học Việt Nam đi đá ở bên châu Á đấy. Thì đây cũng là cái mà chúng ta làm được. Mà nếu như ta làm được như này thì tôi nghĩ rằng là các trường sẽ dần dần bắt đầu linh lại với nhau và thực hiện được. Nhưng bây giờ này nó có khó, ba cái khó mà phải thực hiện được. Cái khó thứ nhất, một nhà quản trị thì chúng ta phải bắt đầu thay đổi tư duy đi. Cái thứ hai, cơ sở hạ tầng phải thay đổi. Không phải là nhà tòa nhà cao, nhà tầng đâu, cơ sở hạ tầng về vấn đề về công nghệ đó phải thay đổi. Bởi vì khi chúng tôi thử mấy cái lời rồi ra đó thì đúng là thằng thì công nghệ 5G và thằng kia có 1G thì cũng là thua thật. Thì công nghệ. Cái thứ ba đó là cái quan trọng nhất là cái người học và người làm, nhất là giảng viên, phải sẵn sàng bỏ cái thói cũ của nó là cái thể truyền thống. Và cái này rất khó. Nếu nhà quản trị không cương quyết thì rất khó. Và rất nhiều trường không đạt được, không thể nào thành công được. Càng giáo sư càng không thay đổi. Bây giờ ta phải có cái chiến lược đó gì? Lấy trẻ thay đổi trước và già bắt đầu theo sau thì tốt nhất, còn hơn là nếu cứ lấy giáo sư lớn thì thua. Và cái cuối cùng là tôi đang bị. Đó là gì? Khi ta đi nhanh, ta cắt giảm chương trình đó và ta sẽ thay đổi phương thức đó thì ta bị một cái là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ách lại. Và tôi đã bị rồi. Đó là Bộ nói thì nói, Bộ rất khen về cách làm của trường rất tốt. Nhưng chỉ có theo quy định là 25 giảng viên, 25 sinh viên trên một giảng viên. Theo quy định. Và chúng tôi để làm cái gì? Trong khi đó chúng tôi đã lấy cả một toàn cầu đưa vào rồi. Nếu giờ này chúng tôi có 10 giảng giáo sư đang ở Đài Loan, chỗ cao vùng cùng tham gia với chúng tôi. Thế nhưng tôi lại phải lấy đủ giảng viên đó để làm cái gì? Trong đó chúng tôi chỉ có 40%. 30% là xuống dưới doanh nghiệp một năm rồi, thì doanh nghiệp bây giờ cũng đang bị kẹt cái là doanh nghiệp có xác nhận nọ họ là giảng viên hay không, thì bây giờ cũng đang bị kẹt và gần như bị kẹt cái đó. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nên suy nghĩ cái này. Tại vì khi đi vào đưa vào cái này thì ta sẽ bị khó nhiều, khó thì các nhà luật pháp. Và nhưng mà tôi này, nếu như ta không làm được cái này và không thoát cái này thì chắc chắn ta sẽ dần dần bị chìm. Chính vừa rồi chúng tôi làm trong 3 năm vừa rồi là chúng tôi cảm nhận được rằng là cái tuyển sinh, tôi không nói về tuyển sinh nữa, và tôi cảm nhận nó bắt đầu tài chính tôi bắt đầu là ổn định, và ngoài ra bắt đầu cái chiều hướng các giảng viên, các trường đến giờ này ở các trường Việt Nam thì đang bị một cái duy nhất, đó là gì? Gặp nhau, các quản trị gặp nhau chỉ hỏi một câu tuyển sinh sao rồi, dị ứng cái đó quá đi, tại vì ta chết sống về cái đó. Nếu ta làm cách khác thì ta sẽ không bị, và ta sẽ, nếu sinh viên năm nay thấp thì ta vẫn còn có thể, người vẫn có thể điều chuyển được, nếu sinh viên cao vẫn có người tới được, chứ nếu mà chạy theo thị trường thì chắc chắn là chết. Thì đây thì tôi chỉ có một cái cuối cùng cho tôi thôi, bởi vì cái này có thì mọi người có thể là ấy được. Và hiện tại chúng tôi đã quyết định đến năm 2021 tháng 1 năm 2020 chính thức trường chuyển sang số hóa. Anh nào cũng chạy được loại đây. Trong một thế giới biến đổi không ngừng, ai là người nắm bắt lao động trình độ cao, công nghệ và dữ liệu được cho là người đó sẽ chiến thắng. Người lao động trong tương lai sẽ đa năng hơn, sự biến chuyển của công nghệ là không ngừng, nên họ cũng cần thái độ số. Chúng phải là, tôi ghi rất rõ đây, chứ thái độ số. Thái độ số, đó là luôn luôn tìm hiểu và cởi mở, khả năng thích ứng và sẵn sàng thay đổi. Thế nhà quản trị ta phải thay đổi trước, rồi tiếp đó rồi bắt đầu mới tới dưới, chứ tránh tình trạng mình nói dưới chạy đi, ta không chạy là không được. Chính bản thân chúng tôi trăn trở rất nhiều và chính là cái lối thoát. Và đến giờ này tôi thấy rằng tôi cũng chưa thành công.
còn ở phía trước đầy hết. Nhưng tôi nghĩ rằng là chỉ có cách này chúng ta mới có thể thoát được. Cảm ơn mọi người.